Tập 13. Bây giờ quan phủ đang cấm thuốc phiện rất nghiêm ngặt. Nếu như âm mưu này không được loại bỏ, ngộ nhỡ hôm nào đó quan phủ điều tra ra, thì Bạch gia của chúng ta coi như xong. Để yên tâm, huynh sẽ tranh thủ thời gian điều tra vụ việc này. Đại ca, chuyện này tạm thời đừng để cho Thái Phi biết, để cho nàng ấy đỡ lo lắng. Huynh biết rồi, huynh đi trước đây. Trời bây giờ đúng là càng ngày càng lạnh. Đến đêm một cái là gió như là dao vậy. Đúng, tháng chạp rồi mà, cũng là chuyện bình thường thôi. Vừa nãy Đức Quý tới đây, cô ấy nói là tối nay nhị gia sẽ qua. Đã lâu lắm rồi, nhị gia không đến hậu viện của chúng ta rồi. Lần này đến thăm Mẫn Năm nhất định là rất vui, đúng vậy. Mặc dù nhị gia không tới nhưng vẫn luôn nhớ tới Mẫn Năm. Thường bảo Đức Quý qua xem thế nào, còn tặng rất nhiều quà, dỗ dành khiến cho Mẫn Năm vô cùng vui vẻ. Nhị gia đối với Mẫn Năm thật sự là rất tốt. Mẫn Năm đúng là người may mắn. Nếu mình mà được may mắn như thế này thì tốt biết bao. Chị nói gì cơ? Không có gì, mau đi ngủ thôi. Ngày mai em còn phải bận rộn đó. Mặc dù mình là người hầu, nhưng bề ngoài không kém gì các mợ cả. Tại sao mình lại không được may mắn như thế? Nếu mình cũng có thể trở thành nữ nhân mà nhị gia yêu mến, thì còn ai dám bắt nạt mình? Thúy Bính, nàng đang làm gì thế? Nàng bị bệnh à? Không phải. Chàng còn nhớ chuyện dùng tam thất làm thuốc trị thương mà thiếp đã nói với chàng không? Chính là thuốc trị thương vừa có thể giữ được hiệu quả thần kỳ của tam thất, lại khiến cho nhiều người đều có thể mua được, đúng không? Đúng vậy. Thế nào, tiến triển gì không? Hiệu quả thì không lý tưởng lắm. Thiếp đã thử rất nhiều thuốc đều không có tiến triển gì cả. Đừng giỏi, nàng đang nghiên cứu chế tạo phương thuốc mới, làm sao mà dễ dàng như thế được. Gần đây ta tương đối bận, đợi ta rảnh rỗi thì sẽ đến giúp nàng. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Chàng yên tâm đi, thiếp không dễ dàng nản lòng thế đâu. Một lần không được thì hai lần không được thì bốn lần. Thiếp tin là chỉ có cần thiếp không từ bỏ thì sẽ có ngày thành công. Mời nhị gia Mẫn Năm dùng cơm. Sao không thấy Thúy Bính đâu? Đêm qua Thúy Bính bị nhiễm phong hàn nên hôm nay nằm cả một ngày. Mời đại phu đến xem bệnh chưa? Đã xem rồi ạ, không có gì đáng ngại cả, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi thôi. Thiếp biết là chàng sẽ đến nên đã hầm thịt bò mà chàng thích. Vừa mới xong, chàng phải ăn nhiều một chút đấy. Được rồi. Nhìn
Chàng xem, dạo này chàng tiều tụy đi rất nhiều. Chuyện của xưởng thuốc tất nhiên là quan trọng, nhưng chàng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Nghe nói hôm nào chàng cũng làm việc ở thư phòng đến rất muộn. Nhưng thật sự, dạo gần đây quả thật là ta rất bận. Biết chàng mệt, thiếp đã bảo hội Bích Hà chuẩn bị nước nóng. Thiếp còn thêm một ít thảo dược xoa dịu mệt mỏi vào trong nước nữa. Chàng dùng cơm xong thì ngâm mình một chút, chắc chắn sẽ rất thoải mái nhiều. Cảm ơn. Nàng đã hao tâm tổn trí vì ta như vậy, lại còn khách khí với thiếp nữa. Ăn cơm thôi. Nào. Nhị gia, y phục để thay đô tỳ đã giúp người chuẩn bị rồi ạ. Đặt trên ghế ở bên ngoài là được rồi. Xoa bóp một chút có thể thư giãn gân cốt. Ai cho người vào đây? Nhị gia, Bích Hà thấy người mệt mỏi nên chỉ muốn hầu hạ người một chút chứ không có nói gì khác. Ở đây không cần người hầu hạ, ra ngoài đi. Nô tỳ ra ngoài. Đúng rồi, cái người tên là Bích Hà kia hầu hạ ở bên nàng từ lúc nào vậy? Thiếp vừa đến chưa lâu thì thấy cô ấy làm việc cẩn thận tỉ mỉ, hoạt bát nhanh nhẹn, có thể giúp được việc, nên đã giữ cô ấy lại hầu hạ bên mình. Sao tự nhiên chàng lại hỏi đến cô ấy? Không có gì, nàng thích là được. Quá ra là muội vì lý do này thảo nào mà không thèm để ý đến Quỳnh. Sao muội lại không nói gì? Lẽ nào Quỳnh lại nói sai? Hôm nay Thúy Bính bị bệnh, muội nhận làm hết mọi việc, ra ngoài vào cả buổi tối. Không phải vì thu hút sự chú ý của nhị gia sao? Và còn nữa, vừa lúc nãy nhị gia tắm thì muội còn cố tình bảo ta đi ra, không phải là muốn tiếp cận với nhị gia, hấp dẫn nhị gia sao? Quỳnh nói không sai một chút nào cả. Muội không cần mặt mũi. Quỳnh hãy nhìn kỹ khuôn mặt của muội đây. Khuôn mặt này của muội là khuôn mặt của một người hầu. Ai cũng có thể đánh, ai cũng có thể mắng. Muội cần nó để làm gì? Muội, A Quý, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Còn có ai hiểu cuộc sống hồi nhỏ của muội hơn Quỳnh nữa? Khi cha mẹ còn sống, muội ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Sau khi bọn họ mất đi, còn để lại một món nợ lớn. Chỗ nào cũng đòi nợ, bắt được muội họ bèn đánh đập, sau đó muội bị bọn buôn người bán đến Bạch Gia. Lần đầu tiên muội bước chân vào Bạch Gia,
Nhìn thấy một ngôi nhà to như thế này, muội mới biết thì ra là trên đời này còn có những người được sống như vậy. Muội cứ nghĩ là muội cũng có thể được sống tốt, muội đã vô cùng sung sướng. Muội đã vô cùng sung sướng, nhưng muội đã tính sai rồi. Cuộc sống đó chỉ có các mợ mới được hưởng thụ. Các mợ ấy muốn đánh là đánh, muốn mắng thì mắng muội. Lúc đó muội mới hiểu ra là muội cũng chỉ là một người hầu, muội vẫn là một người hầu mà thôi. Muội mãi mãi cũng chỉ là một người hầu thôi sao? Tại sao? A Quý, Quynh hãy nói với muội, tại sao muội phải sống một cuộc sống như vậy chứ? Muội thiếu sót ở chỗ nào? Bích Hà, đây là số mệnh. Chúng ta mang số mệnh của kẻ hầu người hạ. Chúng ta phải thừa nhận số mệnh của mình. Thừa nhận số mệnh? Muội tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lẽ nào muội phải sống một cuộc sống như thế này cả đời sao? Không thể nào. Muội nói cho Quynh biết, chỉ cần Bích Hà muội còn sống, muội sẽ nghĩ mọi cách, nghĩ rằng trăm phương ngàn kế để sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Muội phải để cho bản thân mình sống thoải mái để được mình xinh đẹp. Cuộc sống như thế này muội đã sống đủ rồi. A Quý, Quynh có biết không, ở trong lòng muội, Quynh là người duy nhất có thể tin tưởng được. Muội biết Quynh thích muội có đúng không? Nếu Quynh thật sự thích muội thì hãy giúp muội đi. Đợi muội được sống cuộc sống mà mình muốn rồi thì muội nhất định sẽ báo đáp Quynh xứng đáng. Nhất định muội sẽ báo đáp Quynh. Nếu muội muốn hấp dẫn nhị gia thì ta khuyên muội hãy bỏ ngay tâm tư ấy đi. Theo những gì Quynh biết, nhị gia đã đồng ý với mợ năm cả đời này sẽ không nạp thêm thiếp nữa. Muội đừng nghĩ linh tinh nữa. Quynh nói gì? Không thể nào. Đại thiếu gia đến phòng làm việc của lão gia mà tại sao lại lén lút như vậy? Chúng ta đến xem sao. Càn Phong, Thái Vi, muội sao muội lại đến đây? Quynh đang tìm gì đấy? Quynh đến tìm Hoàng quản gia. Càn Phong, đừng lừa muội, muội hiểu Quynh, muội biết Quynh nói dối thì sẽ như thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gần đây Càn Sơn cũng là có muôn vàn tâm sự. Có phải là liên quan đến cha muội không? Cho nên Quynh mới giấu ông ấy tới đây. Thái Vi, muội đừng lo lắng, chuyện không nghiêm trọng như là những gì muội tưởng tượng đâu. Cha muội thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Ông ấy bị làm sao vậy? Quynh nói cho muội đi, ông ấy thế nào rồi? Nơi này không phải là đây có thể nói chuyện, muội theo ta. Đi. Không thể nào, cha muội tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Ông ấy vô cùng trung thành với Bạch gia, sao mấy lại có thể phản bội Bạch gia được? Thái Vi, muội đừng lo lắng, ta và Càn Sơn chưa từng nghi ngờ cha muội, chỉ có điều là bây giờ mọi chứng cứ đều bất lợi đối với cha muội rồi. Chuyện này mà để cho quan phủ biết được thì cha muội chắc chắn sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm đấy. Chỉ sợ lúc đó ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ. Muội phải đi tìm Càn Sơn. Thái Vi, Càn Sơn vốn không hề có ý định là nói chuyện này cho muội biết. Bây giờ muội đi tìm đệ ấy, ngoài việc khiến cho đệ ấy càng lo lắng hơn thì không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà cha của muội ông ấy. Được rồi, muội hãy tin ta. Ta nhất định sẽ không để cho cha muội có chuyện gì đâu. Muội có thể giúp gì Quynh không? Xưởng thuốc của chúng ta,
Xưởng thuốc chúng ta mỗi năm đều có nhiệm vụ lớn là vận chuyển hàng hóa. Chỉ tính xe ngựa thôi đã có 10 đội. Bây giờ thối đời loạn lạc, thổ phỉ tung hành. Để phòng trừ người của đội xe ngựa câu kết với người bên ngoài, nguy hiểm đến sự an toàn của người đi áp tải và hàng hóa, cho nên mỗi năm trước khi đội xe ngựa xuất phát một ngày, thông thường hàng quản gia sẽ tuyên bố đội trưởng của đội và sự sắp xếp người đi áp tải. Nhưng trước đó, hoàng quản gia đã viết trước danh sách người đi áp tải vào một tờ giấy để trong một cái phong bì. Chỉ đến lúc đó mới cầm phong bì đến mở ra để tuyên bố. Cho nên cái phong bì ghi tên những người đã đi áp tải đã được sắp xếp đó chính là điểm mấu chốt, không sai. Quên thấy là thương nhân buôn bán thuốc phiện không thể mua chuộc tất cả những người vận chuyển được. Chắc chắn là hắn ta đã có được danh sách này từ trước, đưa nha phiến cho người mà hắn đã khống chế. Như thế thì cho dù là nhập hàng hay là xuất hàng đều vô cùng dễ dàng. Hai ngày nữa sẽ có hai đội xe ngựa xuất phát, hoàng quản gia có lẽ đã bắt đầu sắp xếp rồi. Nếu chúng ta có thể biết trước được sự sắp xếp nhân sự thì việc có thể bố trí trước một người sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ cần là Quynh đi hỏi cha muội thì không phải là sẽ biết sao? Không được. Chuyện này là từ trước đến nay đều là do hoàng quản gia quản lý. Chúng ta chưa bao giờ hỏi tới, tùy tiện đi hỏi sẽ khiến cho ông ta nghi ngờ. Cha muội rất ngay thẳng chính trực. Ta sợ là một khi ông ấy biết được chuyện này thì sẽ lộ ra sơ hở làm hỏng kế hoạch. Thay vì muội là con gái của ông ấy sẽ không đề phòng muội. Nếu muội có thể lấy được danh sách người từ chỗ cha của muội thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc này. Như vậy đi. Cha, sao lại đến đây? Cha chỉ bảo là con ít về nhà ngoại thôi, chứ có nói là không cho con đến xưởng thuốc thăm cha đâu. Con thật là... Cha, sức khỏe của cha thế nào rồi? Con đã hàm canh tuyết lên sơn tra bối mẫu tứ xuyên cho cha, thanh nhiệt nhuận phổi, rất có ích cho bệnh ho của cha đó. Biết là con có hiếu thuận, nhưng mà ta đã hỏi nhiều rồi, con không cần phải lo lắng. Bây giờ con đã được gả cho người ta rồi, không thể suốt ngày chạy bên ngoài được. Lần nào đến thăm cha, cha đều càm ràm một hồi, cha còn nói nhiều hơn cả một bà lão đấy. Ta vừa làm cha vừa làm mẹ, ta không nói nhiều mà được sao? Vâng, cha nói rất có lý. Nhưng lúc còn nóng thì cha mau ăn đi. Cha, cha đang viết gì thế? Đây là công việc của cha, nữ nhân không cần quan tâm nhiều chuyện. Cái gì mà thần bí thế ạ? Ngay cả con cũng không được xem. Đây là danh sách những người sẽ áp tải hàng, rất là quan trọng, không thể có một chút sơ suất nào được. Được rồi, cha xem căng thẳng kìa. Con không xem nữa đâu. Cha, vậy con về trước đây. Cha nhớ ăn hết canh đấy nhé. Được rồi, trời lạnh rồi, con mặc nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh đấy, con biết rồi. Chú Sung, vậy tức là muội không lấy được danh sách người đi sao? Trước lúc cha muội thu danh sách về, muội đã học thuộc tên thời gian ngắn như vậy. Một thời gian như vậy mà muội có thể nhớ được nhiều tên như thế này. Thái Vi, muội thật là thông minh đó. Nhưng muội không hiểu tại sao lại không thể để cho Càn Sơn biết về chuyện này. Tại sao chúng ta lại giấu chàng ấy? Muội nghĩ xem, nếu để Càn Sơn biết chúng ta bí mật gặp mặt nhau, để ấy sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta vì chuyện của xưởng thuốc, vì chuyện của cha muội, muội tin là Càn Sơn sẽ không nghi ngờ chúng ta. Cho dù Càn Sơn có thể là thông cảm thì để ấy cũng không để cho muội nhúng tay vào việc này. Muội sẽ có thể yên tâm sao? Nhưng mà được rồi, chỉ cần có danh sách này thì ta tin chắc là mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Về sau chúng ta không cần gặp nhau như thế này nữa, tất cả cũng sẽ quay về như trước đây. Cho nên thêm một chuyện không bằng bước đi một chuyện. Muội nói xem có đúng không? Bây giờ muội chỉ mong cha muội có thể bình an vô sự, chuyện này mau chóng qua đi. Muội đi trước đây. Ta biết không nên kéo muội vào chuyện này, nhưng không biết tại sao trong lòng ta rất vui. Có thể là gì?
Đừng trách chị không nhắc nhở em, trời lạnh như thế này, em đưa Mợ Năm ra ngoài lâu như vậy, nếu khiến cho Mợ Năm bị cảm lạnh thì chị sẽ không dễ dàng tha cho em đâu. Đừng làm nữa, nói chuyện với chị đi. Chiều nay hai người đã đi đâu? Thúy Bính, chuyện này vô cùng quan trọng, không được nói cho bất cứ ai, bao gồm cả Bích Hà. Chúng em đến xưởng thuốc thăm lão gia. Đến xưởng thuốc để thăm lão gia. Không phải nói là đi một lúc rồi về sao? Sao lại đi lâu như vậy nữa? Sau đó thì đi dạo thôi. Thúy Bính của chúng ta cũng biết cách lừa người khác rồi. Trời lạnh như thế này mà đi ra ngoài đi dạo, ai mà tin được? Chị hỏi nhiều thế để làm gì hả? Mợ Năm thì đi đâu đi, chị quản lý được sao? Chị cũng chỉ là tiện mồm hỏi thôi, em tức giận gì chứ? Nghe nói hôm nay nàng đến xưởng thuốc, sao không tìm đến ta? Cho dù Càn Sơn có thể thông cảm, thì để ấy cũng không để cho muội nhúng tay vào việc này. Muội có thể yên tâm sao? Sức khỏe của cha không được tốt, thiếp đến thăm ông ấy một lúc. Ban đầu cũng định đi tìm chàng, nhưng trời lạnh quá nên... Không bị lạnh cống đấy chứ, không sao, thiếp không sao đâu. Bây giờ bên ngoài rất lạnh, nên hạn chế ra ngoài thôi. Nếu ở trong nhà quá chán, muốn ra ngoài đi dạo, thì phải mặc nhiều quần áo vào, có biết không? Thiếp biết rồi ạ. Chàng ra ngoài cũng phải cẩn thận đấy. Đứng ngay ra đó làm gì, mau thu dọn đi. Người nói giữa đêm Thái Vi và Đại Thiếu Gia lén lút gặp nhau trong phế uyển à? Chắc chắn đi ạ. Nếu không phải là Bích Hà vừa tận mắt nhìn thấy thì cũng không dám mạo hiểm đến làm phiền Thái Thái nghỉ ngơi. Thái Thái, nói thật thì từ đầu tới cuối Mợ Năm cũng không tin tưởng nô tỳ hoàn toàn, cho nên mới giấu nô tỳ những chuyện này. Nhưng vẫn bị nô tỳ phát hiện ra sơ hở. Nô tỳ lén lút đi theo mấy ngày này mới có được phát hiện trọng đại như ngày hôm nay. Thật không dám tin hai người này lại to gan như thế. Trước đây ta cũng đúng là quá xem nhẹ bọn họ rồi. Thái Thái, tiếp theo phải làm gì ạ? Có nên lập tức thông báo việc này cho nhị gia không?
Cơ hội tốt như vậy đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Nhưng mà chuyện này thì phải bàn bạc kỹ hơn. Phải vừa để cho nhị gia biết gian tình với bọn họ, vừa phải khiến cho chúng ta đứng ngoài cuộc. Thế nào, mợ hai, có phát hiện điều gì không? Quả nhiên không ngoài dự liệu của mợ hai, Bích Hà là người thái thái sắp xếp ở bên cạnh mợ năm. Ta nói mà, lúc thấy đi bị rơi xuống nước ta cảm thấy rất là kỳ lạ. Cả một cái sân to như thế, chỉ có đại thiếu gia ở lân cận. Nếu không phải là trùng hợp, thì là có âm mưu. Bên cạnh thái vi có hai nha hoàn, Thúy Bính, Bích Hà. Thúy Bính là người thái vi đem từ ở bên nhà ngoại qua đây. Độ trung thành thì không phải nói, nhưng mà Bích Hà 5 năm trước mới được bán vào Bạch gia. Cho dù là thái vi chủ động thu nhận cô ta, nhưng nếu giữa hai người có một người có âm mưu thì nhất định người đó là Bích Hà. Thế nên thời gian vừa rồi thì mợi hai mới bảo em theo dõi chặt chẽ Bích Hà. Nếu không ngoài dữ liệu thì Bích Hà sẽ bị lộ danh thôi. Mợi hai, nhưng vẫn còn một chuyện nữa. Em phát hiện ra đại thiếu gia và mợi năm lén lút gặp nhau ở Phế Nguyễn. Đại thiếu gia và mợ năm à? Xuân Hiểu, chuyện đó thì em có nhìn thấy rõ không? Chuyện này không thể tùy tiện nói linh tinh được đó. Không chỉ em nhìn thấy mà Bích Hà cũng nhìn thấy. Chắc chắn là bây giờ cô ta cũng đang nói với Thái Thái. Mợ hai, có phải là nhắc nhở mợ năm không? Nếu không thì không biết Thái Thái sẽ đối phó với mợ năm như thế nào nữa. Chúng ta đừng nên xen vào chuyện này thì hơn. Coi như là không biết gì cả. Mợ năm mà danh sách đã được lấy được rồi, tại sao chúng ta vẫn phải đến xưởng thuốc? Lần trước lúc ta đến thăm cha thì phát hiện ra chú Xuân rất đáng nghi. Ta nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy là không yên tâm. Chú Xuân à? Không phải chứ, chú Xuân theo lão gia nhiều năm như vậy chắc sẽ không phản bội lão gia đâu. Ta cũng hy vọng là do ta cả nghĩ. Mợ năm, chú Xuân kìa. Đi. Mợ năm, chú Xuân đi đâu vậy? Chúng ta tiếp tục đi theo chú ấy sao? Ta có cảm giác chỉ cần cứ tiếp tục đi theo chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. Vì sự an nguy của cha ta, chúng ta không thể từ bỏ bất kỳ manh mối nào. Thúy Bính, ta tiếp tục đi theo chú Xuân nhé. Mau quay về thông báo với đại thiếu gia, ở trên đường ta sẽ để lại ký hiệu. Phải mau đuổi theo thôi. Nhưng mà mợ năm, mau đi đi. Mợ năm, mợ năm, mợ cẩn thận đi. Chú ấy đang đi đâu vậy? Mợ năm đi theo hướng này. Sao ngươi có thể để cho mợ năm đi một mình? Nguy hiểm biết bao, ngươi biết không hả? Mợ ấy lo cho lão gia, nô tiện ngăn không được à?
Đi đường nào. Đại thiếu gia, nhìn cái này này. Có chắc chắn đây là ký hiệu mà mụi ấy để lại không? Là mượn năm đấy. Thái Vi, mở năm. Thái Vi, Thái Vi, mở năm. Mở năm. Thái Vi, đại thiếu gia, ở đây có ký hiệu, chắc là mở năm ở gần đây thôi. Mở năm. Mở năm. Mã lão gia. Đồ vô dụng. Cô ta luôn đi theo ngươi lên đây mà ngươi không biết gì. Nếu không phải Ninh Hải phát hiện ra cô ta, chuyện tốt của ta đã bị ngươi làm hỏng rồi. Thứ ta muốn đâu? Từ đã. Thân phận của ngươi đã bị lộ rồi. Về sau đừng quay lại xưởng thuốc nữa. Tìm chỗ nào trốn đi. Đợi sóng gió qua rồi ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ mới. Như vậy đi. Cút. Không còn ký hiệu nữa rồi. Đúng vậy. Chỗ này rộng quá. Ta nghĩ là chúng ta nên chia nhau ra tìm đi. Ngươi tìm bên này, ta tìm bên kia. Cẩn thận một chút. Dân lão gia, cô ta thì làm thế nào? Kỳ lạ. Lẽ nào cô ta phát hiện ra điều gì? Lẽ nào bọn họ đã biết chúng ta lợi dụng đoàn xe ngựa của Bạch gia để buôn lậu? Bây giờ quan phủ cấm thuốc phiện rất nghiêm ngặt. Nếu bọn chúng có được chứng cứ gì, cho dù không đưa ta lên báo quan thì địa vị của ta ở Bạch gia cũng không còn nữa. Cho dù con gái ta có sinh được con nối dõi thì đồ của Bạch gia ta cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tới có cơ hội được động vào. Lão gia, ngài nhìn kìa, là đại thiếu gia của Bạch gia đấy. Thái Vi, Thái Vi, Thái Vi. Muốn làm hỏng chuyện tốt của ta ư? Ở đây có mợ năm, là kẻ địch mạnh của con gái ta. Vứt hai người này xuống dưới sườn núi. Cho dù sau này tìm thấy thi thể của bọn chúng thì cũng nói là do bọn chúng sẩy chân ngã xuống. Không thể nghi ngờ ta được. Đi đi. Dạ. Sao vẫn chưa quay lại? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Càng Phong. Càng Phong. Càng Phong. Quỳnh mau tỉnh lại đi. Càng Phong. Càng Phong. Càng Phong. Sao Quỳnh lại ở đây? Mùi chỉ nhớ là bị người khác đánh ngất. Sau đó tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đi tìm mùi thì nhìn thấy mũi bị ngất ở rừng cây nhỏ. Sau đó hình như ta cũng bị đánh ngất. Sau đó bị người ta đẩy xuống núi. May mà có hai tảng đá này, chúng ta cũng coi như là mệnh lớn rồi. Quynh bị thương rồi. Uống một chút tam thất trước đã. Rất có lợi cho vết thương của Quynh. Càng Phong, cảm ơn huynh. Nếu không phải huynh đi tìm muội, không biết là bây giờ muội sẽ như thế nào. Chỉ cần muội bình an vô sự, những gì ta làm vì muội cũng đều là cam tâm tình nguyện cả. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào? Nhị gia, Thủy Bính, ngươi không ở bên cạnh mở năm hầu hạ mà đến chỗ ta làm gì? Nhị gia, đều tại nô tỳ không tốt, đều là lỗi của nô tỳ. Ngươi mau đứng dậy đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nào nào, đứng dậy. Nhị gia, mở năm và đại thiếu gia gặp chuyện không hay rồi. Hình như chúng ta đang ở lưng chừng núi. Thái Vi, trời đã tối rồi. Bây giờ cho dù lên núi hay là xuống dưới đều vô cùng nguy hiểm. Hay là chúng ta đợi đến khi trời sáng rồi đi? Không được. Chúng ta cô nam quả nữ, không thể ở lại đây được. Muội phải xuống núi. Thái Vi, muội muốn đi tìm cái chết sao? Muội đã gả cho Càn Sên. Nếu muội ở cùng Quynh một đêm ở bên ngoài thì Quynh nói xem, muội phải giải thích thế nào với mọi người đây? Thái Vi, đáng nhẽ mùi phải được gả cho ta. Người của mùi yêu là ta. Mùi quên rồi à? Ta không muốn đánh mất mùi. Ta không muốn đánh mất mùi. Quên, buông mùi ra. Buông mùi ra. Buông mùi ra. Ta không buông. Ta không buông. Ta chịu đủ rồi. Ta không muốn tiếp tục trừng mắt lên để nhìn mùi nằm trong lòng Càn Sên nữa. Ta không muốn tiếp tục trừng mắt lên nhìn mùi thuộc về nam nhân khác nữa. Buông mùi ra. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, mở năm. Mợ năm, đại thiếu gia, mợ năm. Mợ năm, đại thiếu gia. Chính là ở đây, chính là ở đây. Đại thiếu gia và mợ năm mất tích ở đây. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi cho ta. Người nào tìm thấy ta sẽ trọng thưởng. Rõ. Mợ năm, đại thiếu gia. Bạch Càn Phong, đại thiếu gia, mở năm. Thái Vi, đại ca. Ngươi这么在乎这件事情，是不是也因为我曾经和彩薇感情深厚？